Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình hôm nay, Chủ nhật ngày 29 tháng 3 có những nội dung đáng chú ý. 15 ngày tới là thời điểm quyết định Việt Nam có ngăn chặn được dịch bệnh Covid-19. Từ ngày 30 tháng 3, thành phố Vũng Tàu xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán tại các chợ tự phát. Doanh nghiệp vận tải liên tục cắt giảm tuyến hành trình. Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay 29 tháng 3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp và thị sát qua hệ thống trực tuyến về công tác phòng chống dịch COVID-19 tại 5 thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là 5 thành phố có dân cư đông, tập trung nhiều điểm vui chơi, giải trí, đặc biệt là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng nhấn mạnh 15 ngày tới là thời điểm quyết định chúng ta có ngăn chặn được dịch bệnh hay không. Vì vậy, Thủ tướng muốn nghe các địa phương báo cáo để kiểm tra tình hình cũng như quyết tâm chính trị trong chống dịch, nhất là với các biện pháp mới quyết liệt, cụ thể. Tình hình dịch bệnh tại Việt Nam đã xuất hiện lây lan trong cộng đồng và tiếp tục diễn biến phức tạp trong thời gian tới do các trường hợp bệnh xâm nhập từ nước ngoài chưa được sàng lọc phát hiện hoặc các trường hợp xâm nhập có mang virus nhưng không có các triệu chứng lâm sàng. Báo cáo thống kê cho thấy có hơn 60% không có triệu chứng khi phát hiện. Điều này gây khó khăn cho việc phòng chống. Riêng đối với ổ dịch bệnh viện Bạch Mai, Bộ Y tế đã triển khai nhiều biện pháp khống chế lây nhiễm. Từ ngày 26 tháng 3 đến nay đã tiến hành lấy mẫu và xét nghiệm lần lượt cho toàn bộ tất cả nhân viên y tế, người bệnh đang điều trị tại bệnh viện. Số mẫu đã lấy là 5.419 mẫu. Và đêm ngày 27 tháng 3, sau khi ghi nhận thêm 2 ca bệnh mới là nhân viên phục vụ tại căng tin bệnh viện Bộ Y tế, đã chỉ đạo thực hiện cách ly toàn diện bệnh viện và bệnh viện nhiệt đới ở cơ sở 1 nằm trong khuôn viên của bệnh viện Bạch Mai từ 0 giờ ngày 28 tháng 3 và trước đó đã cách ly triệt để trung tâm nhiệt đới, khoa tim mạch C4, khoa thần kinh. Bệnh viện Bạch Mai cho đến nay là nguy cơ lây lan dịch cao nhất bởi bệnh viện này có nhiều bệnh nhân nặng. Lượt người ra vào khám bệnh, thăm nuôi bệnh cũng rất đông, 5.000 đến 7.000 lượt một ngày. Đáng lo ngại hơn, khu vực nhà ăn của Bệnh viện Bạch Mai hàng ngày có hàng trăm khách. Từ đầu mùa dịch COVID-19 đến nay, trên mạng xã hội liên tiếp xuất hiện nhiều tin đồn thất thiệt về số ca nhiễm virus SARS-CoV-2, về lệnh phong tỏa thành phố, số bệnh nhân nặng, tình trạng của bệnh nhân tử vong. Bộ Y tế khẳng định, mọi thông tin về sức khỏe bệnh nhân mắc COVID-19 đến người dân đều hoàn toàn công khai, chính xác, minh bạch. Theo khẳng định của Bộ Y tế, mọi thông tin liên quan đến dịch bệnh COVID-19 từ Bộ Y tế chuyển đến các cơ quan báo chí và đến người dân đều xác thực công khai. Do đó, người dân hãy bình tĩnh, tiếp tục tin tưởng, ủng hộ các biện pháp phòng chống dịch của chính phủ, các ngành chức năng và địa phương. Tiếp tục chung sức đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh. Trước mắt, người dân cần thực hiện nghiêm các biện pháp không tụ tập đông người, chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp thật cần thiết, rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang nơi công cộng, thực hiện tốt các khuyến cáo của cơ quan chức năng, nhất là đối với người cao tuổi có bệnh nền. Thưa quý vị, sau 2 ngày tuyên truyền, vận động, từ ngày mai 30 tháng 3, thành phố Vũng Tàu sẽ xử nghiêm các trường hợp buôn bán tại các chợ tự phát trên địa bàn. Đây là nội dung trong công văn số 1620 của Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu về tăng cường các biện pháp kiểm soát lây nhiễm dịch COVID-19. Theo thống kê của cơ quan chức năng, trên địa bàn thành phố Vũng Tàu có 10 chợ tự phát, trong đó có những chợ quy mô lớn như chợ Xóm Núi phường 2, chợ Cô Giang phường 4, chợ đường Nguyễn Tri Phương phường 7, chợ đường Trần Bình Trọng phường 8, chợ cuối đường Trương Công Định thuộc phường 9 và phường Nguyễn An Ninh, chợ đường Lưu Chí Hiếu phường 10, chợ đường Đô Lương phường 11, chợ Phước Thắng phường 12. Những chợ tự phát là nơi nguy cơ cao lây lan dịch bệnh COVID-19. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu nghiêm cấm hoạt động kinh doanh dưới mọi hình thức. Lực lượng chức năng thành phố sẽ tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Sau đây là thông tin về trường hợp nghi nhiễm COVID-19 ở huyện Long Điền. Thưa quý vị, ngày 13 tháng 3, nữ bệnh nhân đi chuyến bay từ Mỹ quá cảnh tại Đài Loan về Việt Nam, nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra sức khỏe nhưng không phát hiện triệu chứng bệnh lý hô hấp nên chị được về nhà. Do đi chuyến bay có bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 thứ 150 được ghi nhận tại Việt Nam, nên tối ngày 26 tháng 3, khi có triệu chứng ho, khó thở, tức ngực, nữ bệnh nhân này nhanh chóng khai báo với ngành y tế địa phương. Đến trưa 27 tháng 3, nữ bệnh nhân được Trung tâm Y tế huyện Long Điền đưa vào cách ly tại khu cách ly của trung tâm và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm.
Sáng nay ngày 29 tháng 3, bác sĩ Hà Văn Thanh, giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh thông báo, mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân được Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận âm tính với virus SARS-CoV-2. Thưa quý vị, bước vào giai đoạn quyết liệt chống dịch COVID-19 cùng với lệnh tạm dừng hàng loạt hoạt động giao thông vận tải. Trước yêu cầu này, nhiều doanh nghiệp vận tải đã có kế hoạch giảm tần suất các chuyến xe, chuyến tàu, đồng thời tăng cường hơn nữa các giải pháp phòng tránh, ngăn ngừa lây nhiễm virus SARS-CoV-2. 2 tuần trở lại đây, công ty cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc có tuyến Vũng Tàu Côn Đảo đã cắt giảm tần suất khai thác. Hiện công ty chỉ còn chạy 1 chuyến ra Côn Đảo vào sáng thứ Bảy và 1 chuyến về lại Vũng Tàu chiều Chủ nhật. Tàu Côn Đảo Express 36 đi Vũng Tàu Côn Đảo vào hôm qua thứ Bảy 28 tháng 3 có 130 khách đều là người dân địa phương và những người đang công tác tại Côn Đảo. Trước giờ khởi hành, nhân viên trên tàu yêu cầu tất cả hành khách thực hiện nghiêm việc khai báo y tế. Tự khai báo được như thế này thì nó an toàn hơn cho người xung quanh mình. Người xung quanh mình biết là mình đã đi đâu và tình trạng sức khỏe mình như thế nào. Thì nó tránh tình trạng lây lan dịch bệnh quá là rộng. Mình cũng thấy là nó hơi đầm đà chút nhưng mà mình cảm giác yên tâm hơn rất là nhiều. Từ hôm mà nó dịch phát sinh thêm, khách sẽ giảm rất nhiều. Hiện tại giờ khách mình đi sáng nay đi là có 130 khách. Và khách là 100% là khách ra công trình và khách người dân đảo. Khi vào khám chữa bệnh rồi đi về, không có khách du lịch. Do lượng khách ít, đồng thời cũng thực hiện chỉ đạo của chính phủ và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, từ ngày 28 tháng 3, các chuyến tàu cánh ngầm tuyến Vũng Tàu Thành phố Hồ Chí Minh của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ SunDB tạm dừng khai thác. Bến xe Vũng Tàu thời điểm cuối tuần thường rất náo nhiệt, nhưng từ khi có dịch bệnh COVID-19 đã vắng, nay càng vắng. Hầu hết doanh nghiệp vận tải tại bến xe Vũng Tàu đã kiến nghị công ty dịch vụ bến xe xem xét không truy thu số chuyến bị thiếu trong trường hợp doanh nghiệp chỉ thực hiện được 70% chuyến trên tuyến trong tháng. Ngoài ra, doanh nghiệp vận tải cũng kiến nghị công ty cho phép nhà xe ngưng tài trong ngày nếu xe không có khách hoặc chỉ có 1-2 khách. Số khách này sẽ được nhà xe thỏa thuận chuyển qua các tài tiếp theo. Kiến nghị này đã được công ty dịch vụ bến xe Vũng Tàu chấp thuận. Quy định của Thủ tướng Chính phủ là coi như là hạn chế cái người dân đi lại trong cái thời điểm này. Có cái người dân đi lại ít cũng có làm đơn xin giảm số chuyến. Đồng thời công ty không có thu những cái khoản phí mà trên cái lệnh mà không có chạy. Cho đến thời điểm này, theo thông tin từ bến xe Vũng Tàu, chỉ có đầu tuyến ở tỉnh Long An thông báo không cấp lệnh cho các xe đi liên tỉnh. Do đó, ở đầu bến Vũng Tàu cũng sẽ không thể cấp lệnh cho các nhà xe đi tỉnh Long An. Còn lại, các tuyến khác vẫn hoạt động, song tần suất sẽ linh hoạt ấn định theo lượng khách thực tế.